Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình ngày hôm nay có những tin đáng chú ý như sau. Tỷ phú Michael Bloomberg bỏ mộng làm tổng thống sau khi chi nửa tỷ đô la tranh cử. Siêu thứ ba bầu cử Mỹ, ông Biden hồi sinh, Sanders giành chiến thắng tại California. Dow Jones tăng trên 1.100 điểm theo đà thắng của Joe Biden. Và một số tin đáng chú ý khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tỷ phú Michael Bloomberg bỏ mộng làm tổng thống sau khi chi nửa tỷ đô la tranh cử. Tỷ phú Michael Bloomberg ngày 4 tháng 3 đã ngừng tranh cử tổng thống bên Đảng Dân Chủ và tuyên bố sẽ ủng hộ cựu tổng thống Joe Biden theo AP. Quyết định ngừng cuộc chơi của ông Bloomberg được đưa ra sau ngày bầu cử Super Tuesday, siêu thứ ba ngày 3 tháng 3, nơi ông bị nhận xét đã đón nhận một kết quả đáng thất vọng. Trước đó, Reuters dẫn nguồn từ chiến dịch của ông Bloomberg cho biết vị tỷ phú này sẽ cân nhắc về chuyện có ngừng tranh cử hay không, cũng liên quan đến kết quả sơ bộ không lạc quan như đã nêu. Như quản lý chiến dịch của chúng tôi đã nói trước, khi thùng phiếu đóng lại đêm nay, bất kỳ chiến dịch nào cũng sẽ được tái xem xét sau đêm nay, sau tuần này, sau bất kỳ thời điểm nào bỏ phiếu, thư ký của báo chí của ông Bloomberg, Julia Wood, nói. Super Tuesday là thời điểm 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ Samoa thuộc Mỹ bỏ phiếu bầu cử sơ bộ. Sự kiện này đặc biệt quan trọng trong cuộc bầu cử Mỹ vì nó có thể cung cấp tối đa 1.357 phiếu đại biểu trên tổng số 2.000 phiếu mà một ứng cử viên đảng Dân Chủ cần có để đại diện cho đảng này tại cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay. Ông Bloomberg vốn dĩ đã bỏ qua 4 cuộc bầu cử sơ bộ đầu tiên tối đa 155 đại biểu và coi như đặt cược toàn bộ vào Super Tuesday. Chính vì vậy, không lạ khi ông rút hẳn vì nhận kết quả không tốt. Ông Bloomberg là nhân vật nổi tiếng, là một tỷ phú và được cho là có khá nhiều điểm tương đồng với đương kim tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, ông Bloomberg đã có những màn tranh luận trên truyền hình bị nhận xét không thuyết phục. Vì vậy, kể cả khi dùng chiến thuật đổ tiền 500 triệu đô la Mỹ vào quảng cáo chính trị trên toàn nước Mỹ, ông xem như tay trắng rời cuộc chơi quá sớm. Với việc Bloomberg rời cuộc đua màn cạnh tranh vào địa vị, vị trí đại diện năm nay của Đảng Dân Chủ xem như sẽ là đường đua hai ngựa. Lúc này, Thượng nghị sĩ Warren Bernie Sanders và cựu Phó Tổng thống Biden là hai gương mặt nổi trội nhất của Đảng Dân Chủ. Siêu thứ ba bầu cử ở Mỹ, ông Biden hồi sinh, Sanders giành chiến thắng tại California. Cựu Tổng thống Joe Biden đã có một đêm tốt đẹp khi giành chiến thắng tại ít nhất 8 bang, nhưng Thượng nghị sĩ Bernie Sanders giành giải thưởng lớn trong đêm là chiến thắng tại bang California. Đúng như giới quan sát nhận định kết quả bầu cử ngày siêu thứ 3, 3 tháng 3, và những kết quả chênh lệch rõ ràng là làm sáng tỏ hơn nhiều cục diện đường đua vào Nhà Trắng lúc này. Theo báo New York Times, những kết quả bầu cử sơ bộ của Đảng Dân Chủ trong lúc này, siêu thứ ba, có được tới thời điểm này cho thấy cựu thống đốc Joe Biden đã bắt đầu lấy lại được sinh khí mạnh mẽ sau khi giành thắng lợi trong ngày 3 tháng 3 tại bang Virginia, North Carolina và ít nhất 6 bang khác. Đường đua vào Nhà Trắng của Đảng Dân Chủ giờ đã hiện rõ hơn hai gương mặt ứng cử viên sáng giá nhất, cựu Phó Tổng thống Joe Biden và Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Ông Biden giành được sự ủng hộ phần lớn từ cộng đồng người Mỹ gốc Phi và những người trung lập. Chiến thắng của cựu Phó Tổng thống Dân Chủ này chủ yếu đến từ các bang ở miền Nam và miền Trung Tây nước Mỹ. Ông Biden cũng đã giành luôn chiến thắng quan trọng tại bang Texas, một trong hai bang đông dân nhất của Mỹ, cùng với bang California. Ông Biden còn gây bất ngờ khi giành được chiến thắng đối thủ của đảng là bà Warren ngay tại bang nhà của bà là Massachusetts,
nơi ông thậm chí còn chưa trực tiếp có mặt tại nơi đây, trong khi bà Warren thì ráo riết triển khai các chiến lược tranh cử những ngày qua. Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders khai thác hiệu quả sự ủng hộ của những người theo quan điểm tự do và các cử tri trẻ khi giành thắng lợi quan trọng tại một trong hai bang đông dân nhất của Mỹ, đó là California và nhiều bang khác. Kết thúc ngày bầu cử siêu thứ ba, mặc dù các kết quả bầu cử chính thức chưa được công bố, nhưng trên cơ sở số phiếu đã kiểm ngoài 60% trở ra trong số 5 ứng cử viên của Đảng Dân Chủ, đã lộ rõ hai gương mặt có thể triển vọng đi tiếp rõ ràng nhất là ông Biden và ông Sanders, tạm dẫn đầu là cựu phó tổng thống. Tính đến 14 giờ ngày 4 tháng 3 theo giờ Việt Nam, thống kê của báo Wall Street Journal cho thấy tổng số phiếu đại cử tri hai ứng cử viên tổng thống đang dẫn đầu của Đảng Dân Chủ là Biden và Sanders lần lượt là 450 và 376. Ba ứng cử viên còn lại là các bà Warren, Bloomberg và Webben lần lượt là 48, 43 và 1. Trong ngày bầu cử siêu thứ ba, 3 tháng 3 ở Mỹ có 14 bang và vùng lãnh thổ lãnh hải America Samoa tiến hành bầu cử sơ bộ. Dow Jones tăng trên 1.100 điểm theo đà thắng của Joe Biden. Cổ phiếu dịch vụ và bảo hiểm y tế vùng lên đẩy thị trường tăng vọt 1.173 điểm theo đà chiến thắng của cựu tổng thống Joe Biden. CNBC tổng kết một ngày sau siêu thứ ba, thị trường Dow Jones tăng 4,5% ở mức 27.090 điểm. S&P 500 tăng 4.2% ở mức 3.310 điểm và Nasdaq tăng 4,2% ở mức 9.918 điểm. Như vậy, với mức 1.137 điểm vượt lên, Dow Jones đạt mức hạng nhì cao nhất trong lịch sử và lần thứ nhì trong vòng 3 ngày tăng từ 1.000 điểm trở lên. Điểm gây ngạc nhiên là thị trường lại tuột dốc hôm qua khi Quỹ Dự trữ Liên bang Mỹ hạ lãi suất, nhưng giới đầu tư lại phục hồi niềm tin với sự vực dậy của ứng cử viên dân chủ Joe Biden, cựu phó tổng thống Hoa Kỳ. Với những chiến thắng ở những tiểu bang quan trọng như North Carolina, Texas, Arkansas, cuộc tranh cử của ông Joe Biden lấy lại được khí thế và gia tăng khả năng giành được sự đề cử đại diện cho Đảng Dân Chủ ra tranh chức Tổng thống. Nhiều nhà đầu tư ủng hộ những kế hoạch trung dung của cựu Tổng thống Biden hơn quan điểm quá cấp tiến của các vị thượng nghị sĩ Bernie Sanders và Elizabeth Warren. Ash Sodeni, chủ tịch và trưởng ban chiến lược đầu tư ở Sodeni Research, nhận định về thượng nghị sĩ Bernie Sanders như sau. Giới đầu tư sợ Bernie vì ông này muốn chặt đầu chủ nghĩa tư bản qua việc đe dọa tăng thuế giới giàu và có thể cung cấp miễn phí mọi dịch vụ xã hội. Không có gì ngạc nhiên khi giới đầu tư phản ứng vì sợ ông ta lây nhiễm chúng ta với vi khuẩn chủ nghĩa xã hội. Nói về thượng nghị sĩ Warren, ông George Brown, Tổng giám đốc Quỹ Quản lý Đầu tư Resource Wealth Management Wall Street, luôn luôn có một nỗi sợ Warren hơn tất cả mọi người khác vì sự hiểu biết chuyên môn về lĩnh vực tài chính của bang. Bà Elizabeth Warren, thượng nghị sĩ tiểu bang Massachusetts, nguyên là giáo sư chuyên về luật phá sản, có quan điểm không để những ngân hàng và công ty kỹ thuật cao trở nên quá lớn, đồng thời ủng hộ tăng thuế giới thượng lưu. Chứng khoán của khu vực y tế tăng mạnh trong ngày hôm nay. Julius Hughes tăng 10%, Sentence tăng 15%, cổ phiếu của Julius Hughes tăng cao nhất từ năm 2008. Với quan điểm đem lại giá bảo hiểm y tế phải chăng cho toàn bộ dân chúng Hoa Kỳ, ông Joe Biden dưới liên dạng với cựu Tổng thống Barack Obama giành được chiến thắng hai nhiệm kỳ liên tiếp từ năm 2008-2016. COVID-19 ngày 5 tháng 3, ca nhiễm ở Hàn, Mỹ tăng nhanh. California ban bố tình trạng khẩn cấp. Hàn Quốc ghi nhận thêm 438 ca nhiễm mới, trong khi số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ cũng tăng nhanh.
Ý đã có 107 người chết, tăng 28 ca so với ngày trước đó. Theo cập nhật của hãng tin Yonhap, lúc 8 giờ 15 phút sáng nay, Hàn Quốc ghi nhận có thêm 438 ca COVID-19 mới trong ngày hôm qua, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.766 ca, số ca tử vong lên 35. Mỹ có 158 ca nhiễm, 11 ca tử vong. Đài CNN ngày 5 tháng 3 giờ Việt Nam dẫn số liệu từ Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC cho biết nước này đã ghi nhận 158 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 11 ca tử vong. Trong số các ca nhiễm mới có 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương, 109 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua các hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 14 bang. Dịch COVID-19 tại Mỹ đang diễn tiến rất nhanh theo chiều hướng xấu, khi chỉ trước đó vài giờ số ca nhiễm bệnh mà CDC ghi nhận là 129 người. Ngay sau cập nhật mới nhất của CDC bang New York, thông báo có 5 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm tại đây lên 11. Tất cả các ca nhiễm mới đều là thành viên của một gia đình gồm một cặp vợ chồng và 3 đứa con và có tiếp xúc với một luật sư ở hạt Westchester đã nhập viện do nhiễm COVID-19. Hiện tiểu bang đã yêu cầu 1.000 người tự cách ly và Sở Y tế đang tìm xem liệu có bao nhiêu người đã bị lây bệnh, bởi luật sư nói trên làm việc tại quận trung tâm Manhattan và đã đi lại tiếp xúc với nhiều người. Trong số các ca nhiễm mới tại Mỹ gồm 49 ca là các công dân Mỹ hồi hương, 100 ca còn lại được phát hiện và xét nghiệm thông qua hệ thống y tế công cộng của Mỹ phân bố tại 13 bang. California ban bố tình trạng khẩn cấp do dịch COVID-19. Bang California, Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi ghi nhận ca tử vong đầu tiên do dịch COVID-19 và tổng cộng 53 ca nhiễm. Trước đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết hai ngày qua họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới. Bang California của Mỹ ghi nhận một ca tử vong do COVID-19 vào ngày 4 tháng 3. Bệnh nhân là người cao tuổi trở về từ du thuyền Diamond Princess và có kết quả xét nghiệm dương tính sau đó. Giới chức y tế địa phương đang cách ly và theo dõi tất cả những người từng tiếp xúc gần với bệnh nhân. Trong khi đó, thành phố Los Angeles thuộc bang California đã ban bố tình trạng khẩn cấp y tế sau khi giới chức địa phương cho biết trong 2 ngày qua họ phát hiện thêm 6 ca nhiễm mới. Trong số các ca này gồm một nhân viên chịu trách nhiệm quét thân nhiệt hành khách tại sân bay Los Angeles. Hành động này cho phép chúng ta phối hợp mạnh mẽ để bảo vệ hơn 10 triệu dân của chúng ta và ngăn COVID-19 lây lan trong cộng đồng. Katrin Berger, thành viên hội đồng giám sát Los Angeles, nói Ý có thêm 28 ca tử vong. Hãng tin Reuters dẫn một số cơ quan bảo vệ dân sự nước này cho biết tính đến cuối ngày 4 tháng 3, tổng số ca dương tính với COVID-19 tại Ý là 3.089 trường hợp, tăng mạnh so với 2.505 trường hợp tính đến ngày 3 tháng 3. Số ca tử vong ở nước này là 107 người, tăng 28 trường hợp. Cũng trong ngày 4 tháng 3 có 276 bệnh nhân nhiễm COVID-19. Ý đã bình phục, tăng 116 trường hợp, tương đương với 72,5%. Đây là mức tăng số lượng các trường hợp bình phục lớn nhất được ghi nhận trong những ngày gần đây tại Italia. Ý đã cho đóng cửa tất cả các trường học và các trường đại học và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để đối phó với dịch. Trung Quốc có thêm 139 ca nhiễm và 31 ca tử vong. Trung Quốc ngày 5 tháng 3 cho biết đã ghi nhận thêm 139 ca nhiễm COVID-19 mới trong ngày 4 tháng 3, tăng so với 119 ca của ngày 3 tháng 3. Như vậy, tổng số ca nhiễm ở Trung Quốc đại lục đã lên đến 80.409 ca, trong khi đó số ca tử vong giảm trong ngày 4 tháng 3 còn 31 ca so với 38 ca của ngày 3 tháng 3. Đến nay đã có 3.012 ca tử vong do COVID-19 tại Trung Quốc. Riêng tại tâm dịch Hồ Bắc đã có 134 ca nhiễm mới và 31 ca tử vong, theo hãng tin Reuters. Dịch lan nhanh tại nhiều nước. Số ca nhiễm tại Thụy Điển tăng lên 52 sau khi phát hiện thêm 16 ca nhiễm mới ở Stockholm.
Thủ tướng Hungary Viktor Orbán ngày 4 tháng 3 thông báo nước này đã xác nhận hai trường hợp đầu tiên nhiễm COVID-19. Cả hai bệnh nhân trên đều là sinh viên Iran ở Hungary. Bộ Y tế, Dân số và Cải cách Bệnh viện Algeria cho biết số ca nhiễm ở nước này đã tăng lên 17. Trong số này, bao gồm 16 thành viên trong cùng một gia đình với các bệnh nhân được ghi nhận trong những ngày trước đó. Tại Iraq, Bộ Y tế nước này đã xác nhận có ca tử vong thứ hai là bệnh nhân nam ngoài 60 tuổi mang nhiều bệnh mãn tính nghiêm trọng. Brazil cũng có ca tử vong thứ ba là một bệnh nhân 46 tuổi dương tính với COVID-19 sau chuyến du lịch qua Tây Ban Nha, Áo và Đức. Tất cả 3 ca tử vong Brazil đều từng đi châu Âu. Trong khi đó, Slovenia xác nhận ca nhiễm đầu tiên là một bệnh nhân đi từ Ý và Morocco đến Slovenia. Hàn Quốc có thêm 438 ca nhiễm, mở rộng xét nghiệm ngoài Tân Thiên Địa Hàn Quốc vừa công bố có 438 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 5.766. Hàn Quốc vẫn là nơi có số ca nhiễm virus nhiều nhất bên ngoài Trung Quốc, dù số ca nhiễm của Italia cũng đang tăng nhanh và vượt mốc 3.000 ca. Tới nay đã có 35 người, hầu hết là người già với các bệnh lý nền, tử vong vì virus corona. Trong số 438 ca nhiễm mới được ghi nhận ngày 4 tháng 4, 320 trường hợp được phát hiện ở Daegu, trong khi 87 trường hợp đến từ Kiêng Sang, Bắc bên cạnh thành phố. Thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 ca nhiễm virus. Hầu hết ca nhiễm mới đều được ghi nhận ở thành phố Daegu, nơi tới nay là ổ dịch lớn nhất trên cả nước. Korea Herald cho biết 60% số người nhiễm có liên quan đến hoạt động hoặc là thành viên của giáo phái Tân Thiên Địa. Trước đây, việc kiểm tra virus được tập trung vào các thành viên của tổ chức. Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường xét nghiệm virus với người dân bình thường. Do lo ngại tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng đang gia tăng, thành phố 2,5 triệu dân. Kể từ khi nâng cảnh báo quốc gia lên mức đỏ cao nhất trong 4 cấp vào ngày 23 tháng 2, giới chức Hàn Quốc đang tập trung vào việc ngăn chặn dịch bệnh lây lan ở thành phố Daegu và tỉnh Kiêng Sang Bắc, hai nơi tập trung phần lớn số ca nhiễm trên cả nước này. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp của chúng tôi. Hãy bấm nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.